bảo rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân, giống như bao của tôi mà thì mãi mới gặp được anh mà chúng ta quen nhau lâu rồi cũng đã ôm hôn nhiều luôn rồi, giống như bao lời anh hứa dù mọi người làm chi nữa, người giờ vừa không quên em để em phải đau buồn hơn. Rơi em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi, đợi khi hai gạch mai cưới hôn như anh với em đây. Rơi em đi anh ơi, về nhà giờ chúng ta chơi, vì em thương anh mới thế, anh có ra sao Liên hát với lại cái gì á, Gãy Thế On The Mic. Người ơi từ đâu gặp cửa làm tiêu, ủa chết ca em đáp lộn rồi. Em chào anh Hoàng, em chào anh Phong lần hai nha. Bạn thậm chí có thể hát vào công chuyện trông xinh đẹp. Yo, ủa rồi anh là người nào vậy? Sao nói chuyện như múc mùa dịch vậy ta?